thân hình da trắng mảnh mai, nói tóm lại là da trắng thì lúc nào cũng xinh hơn. Nhưng thực tế có phải là cứ trắng là xinh không? Bởi vì là quan điểm bác sĩ Hiếu thì vẫn luôn yêu thích một cái làn da là đồng đều màu. Vậy thì tại sao làm trắng da body lại khó như vậy và lý do nào khiến cho nó không hiệu quả? Cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu về 5 lý do trong video ngày hôm nay. Hello, lại là bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu, và dành cho những bạn lần đầu đến kênh này, bác sĩ Hiếu kênh fanpage là bác sĩ Hiếu và group cộng đồng trong gia khoa học, hãy tham gia để đón nhận những buổi live stream từ bác sĩ Hiếu. Ok, và cái lý do có video này bởi vì sắp đến hè rồi và ai cũng sẽ yêu thích cho mình có một cái làn da trắng sáng. Vậy thì tại sao làm trắng da body nó lại khó như vậy? Thì hãy cùng tìm hiểu 5 nguyên nhân của bác sĩ Hiếu. Điều số 1 đó là làm trắng da body thì khác với cả làm trắng da mặt. Rất nhiều bạn lấy những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc làm trắng da mặt mà chuyển xuống dùng da body, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cái lý do ở đây có nghĩa là ở da mặt thì cái phản ứng của nó so với da body là nó đã khác nhau. Ông tại sao như vậy? Bởi vì là các bạn hãy thử nhớ hình dung xem, nếu như khi các bạn bị sẹo thì vùng mặt bao giờ sẹo nó cũng sẽ khác vùng da người. Các bạn có thể thấy rất nhiều người là sau khi mổ sau sinh đúng không, thì bụng sẽ có một con lươn rất là to ở cái vùng bụng dưới. Hay là các bạn có thể thấy rất nhiều người bị những cái sẹo to ở ngực, ở lưng, hay là những cái sẹo mụn ở lưng thì nó cũng thường lồi lên. Như vậy có nghĩa là cái đáp ứng ở vùng da body nó sẽ thường mạnh mẽ hơn so với da mặt cùng một vị trí rạch. Nhưng mà nếu bạn bị ngã, bị rách, bị xước ở mặt thì cái mặt mình bao giờ liền nó cũng sẽ nhanh hơn, và cái tốc độ, cái hình thành sẹo nó cũng sẽ đẹp hơn so với cả ở vùng body. Thì đây cũng là một cái ví dụ để các bạn hiểu rằng là cái sự phản ứng ấy của mặt với cả body nó không giống nhau. Nhưng các bạn lại cứ lấy cái sản phẩm trắng da bôi của mặt bôi xuống body thì nó rất là tốn kém, hay là lấy của body bôi mặt nó cũng không đúng, để tiết kiệm hơn nó cũng không phải, bởi vì là hai vùng này nó khác nhau. Điều số 2 là tại sao da body nó lại khó trắng hơn. Các bạn hãy thử nhớ xem, ở da, ở vùng lòng bàn tay của mình không chăm sóc da, không dưỡng tay mà suốt ngày mình phải rửa bát, quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, nhưng mà lòng bàn tay chúng ta lại luôn trắng hơn những vùng khác. Các bạn hãy thử so xem, ngay cả thậm chí những nhóm người thuộc tiếp da tối màu như là tiếp da 5-6 ở khu vực là châu Phi hay là những khu vực gần xích đạo thì lòng bàn tay người ta vẫn trắng. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cấu trúc gen quy định mỗi một vùng da nó cũng sẽ khác nhau. Thì lòng bàn tay, lòng bàn chân là vùng có lớp tế bào bóng, nên là nó gần như nó không có tế bào sắc tố, nên là nó rất là trắng. Đó, các bạn hãy xem. Và một ví dụ tiếp theo đó là các bạn hãy nhớ xem, vùng da người của mình vốn là vùng da kín nhất, nhưng mà tại sao vùng da bụng này, da lưng là vùng rất kín thế mà da mình vẫn không được trắng? Thế thì ánh nắng mặt trời đâu có xuyên được vào bên trong người đúng không? Hay ví dụ đơn giản như là những cái vùng mà bạn phải mặc thêm áo con hay quần chip ấy nhá. Đấy, vùng đấy có phải là nó thêm được cái không? Nó thêm một cái vùng nữa để chắn sáng đúng không? Nhưng tại sao cái vùng của mình nó vẫn bị màu nó vẫn đen hơn, nó thâm hơn? Để các bạn hiểu rằng là cái gen nó sẽ quy định là những cái vùng khác nhau trên cơ thể nó sẽ có sự lắng đọng melanin khác nhau. Để các bạn hiểu rằng là vùng da mặt thì sẽ được trời phú cho là cái vùng này nó sẽ thường trắng đẹp nhất. Và tất nhiên là vẫn có nhiều người nhá là da mặt đen hơn da body. Đấy, nhưng mà cũng có người là trắng hơn, đa số là trắng hơn. Và cái tỷ lệ phân bố màu sắc tố của da theo gen nó cũng khác nhau, và có quá trình đáp ứng ở da mặt nó cũng khác da người. Thì chúng ta sẽ sang 3 cách để làm trắng da đơn giản như sau. Điều số 1 đó chính là tẩy da chết thường xuyên. Tẩy da chết là cách đơn giản và nhanh nhất trong việc làm trắng da body. Nhưng tuy nhiên thì rất nhiều bạn vẫn đang lạm dụng nhé. Thì tẩy da chết ở đây thì các bạn có thể dùng rất nhiều loại, nhưng khi tẩy da chết nó sẽ lấy đi cái lớp da chết của bạn và thúc đẩy quá trình tăng sinh, làm rao da mới được phục hồi, nó tăng sinh nhanh hơn. Nhưng mà khi tẩy da chết xong ấy thì các tế bào non, các tế bào sáng nó sẽ được lộ ra, thì da bạn nó sẽ sáng hơn. Nhưng tuy nhiên là nếu tẩy da chết quá đà thì nó cũng sẽ làm da mình mỏng yếu nhá. Nên là tùy vào cơ địa và mỗi vùng chúng ta lại có thời gian lưu cho tẩy da chết khác nhau. Và vùng nào da dày thì các bạn có thể tẩy da chết kỹ hơn, vùng nào da mỏng thì có thể là ít hơn. Điều số 2 đó là dùng dưỡng ẩm cho body. Nếu tại sao mà mình cần phải dưỡng ẩm cho body? Bởi vì da người ấy, là các bạn thường bỏ qua việc chăm sóc. Da mặt có thể bôi chát rất nhiều nhưng da người thì không. Và thực tế ở đây da body khi các bạn dùng các loại sữa tắm mà nó quá là kỹ, nó cũng làm cho da mình bị kít hơn và mất đi khả năng dưỡng ẩm. Thì da của mình cũng bị một vấn đề nữa là vì mình rất là bỏ quên nó, không cung cấp độ ẩm, không cung cấp các hoạt chất làm sáng da và phục hồi da. Nên là da body gần như không được chăm sóc.
Chính vì thế, nếu như mà bạn chưa từng chăm sóc thì dùng dưỡng ẩm thôi nó đã giúp hiệu quả rồi. Vì da đủ ẩm nó đã ok hơn rồi. Mà còn rất nhiều bạn còn đang dùng sản phẩm tắm để tắm nữa cơ. Những cái loại mà có pH không đảm bảo thì nó còn làm cho da body mình dễ bị tổn thương, làm cho da mình rất là tối. Nên là hãy thử nhá, dưỡng ẩm là một cách rất là tốt. Điều số 3 đó là mặc quần áo kín khi ra đường. Nếu như mà da bạn chưa thực sự là giữ gìn, vẫn ra ngoài mặc quần ngắn hoặc áo 2 dây thì đương nhiên cái việc làm trắng da mình là rất khó. Thế thì nếu như mà phụ con gái đẹp đúng không, phụ nữ đẹp mà lại không mặc quần áo sexy khi ra ngoài đường thì như thế nào? Thì nếu như mà các bạn muốn đẹp giữa trời nắng thì đây cũng là câu hỏi rất khó, và CEO cũng rất là chịu không thể trả lời được. Bởi vì là nếu như chúng ta mặc những quần áo mà nó không được kín đáo khi mà ra ngoài trời thì ánh nắng nó sẽ dễ dàng xuyên thẳng vào người. Cái vùng mà đã dễ bị bắt nắng rồi mà còn xuyên vào người nữa thì nó còn bắt nắng nữa các bạn ạ. Thế nên là nhớ nhá, hãy mặc quần áo kín, hạn chế cái đồ hở hay dây hay là quần ngắn thì nó sẽ giúp cho da bạn được một cách ok hơn đấy, nhớ nhá. Điều cuối cùng của video này đó chính là dùng các loại treatment chuyên sâu. Treatment chuyên sâu ở đây không có nghĩa là bạn phải bôi cái gì đó làm trắng da một loại hay hai loại, hay là dùng cái gì đó rất là khó, mà mình có sự phối hợp rất là nhuần nhuyễn linh hoạt giữa tẩy da chết, giữa sữa tắm, các cái loại làm trắng da C hay là có rất nhiều loại. Nhưng ở body nó khác hơn ở chỗ đó là một diện tích cơ thể mình rất lớn. Nếu bạn dùng một loại nào quá nồng độ nhiều ấy, nồng độ quá cao thì rất có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Thế nên là để nếu như các bạn mong muốn là có một cách làm trắng da body, đừng quên theo dõi tiếp các video tới. Bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách làm trắng da body ở từng độ tuổi một, 25 tuổi, 35 tuổi hay 45 tuổi, thì mỗi một độ tuổi nó lại có một cách làm trắng da khác nhau. Còn nếu bạn thích series này, đừng quên like, subscribe và chia sẻ để giúp cho nhiều người có làn da trắng và đẹp hơn. Bye bye và xin chào.